Chính phủ Mỹ, kẻ tấn công tự nhận thay mặt cho Iran, ngoài xóa trang website, tin tặc còn đăng hình tổng thống Donald Trump bị đấm vào mặt. Website bị tấn công thuộc chương trình thư viện lưu trữ liên bang Mỹ FLDP. Theo xác nhận của Bộ An ninh nội địa Mỹ, trang web FLDP bị xóa hết nội dung. Tin tặc chèn ảnh Donald Trump kèm theo thông điệp hành động vì nhà nước hồi giáo Iran, đăng bức ảnh máu me của Donald Trump. Tin tặc muốn gợi nhắc tới vụ không kích của Mỹ đã giết chết tướng Qasem Soleimani đầu tuần trước, mặc dù thông điệp nói rằng tin tặc Iran đứng sau vụ tấn công này giới chức mỹ xác nhận không có bằng chứng về điều đó rất có thể đây chỉ là động thái mượn gió mẻ măng